Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Huyện Minh Hòa đánh giá 2 năm thực hiện dự án 600 phó chủ tịch xã. Bất cập quản lý giết mổ gia súc ở Đồng Hới. Phát triển nghề mây tre đan ở xã Kim Hòa, huyện Tuyên Hòa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3, ban nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong quý 4 năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Bình, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, công tác lãnh đạo chỉ đạo đi khoanh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khá tích cực. Kinh tế ổn định và duy trì được đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quản lý và năng lực điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện và chính xác cả về những kết quả đã đạt được, những tồn tại và yếu kém về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng quý 3. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận cho ý kiến về việc thành lập các tiểu ban, nhân sự tham gia các tiểu ban chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì. Dự hội nghị trực tuyến ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2014, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến, nhất là các đợt cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán và trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9. Các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, xe container được kiềm chế, qua đó góp phần giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra. Tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 đến 15 tháng 9 năm 2014, toàn quốc xảy ra trên 18.600 vụ tai nạn, làm chết 6.758 người, làm bị thương 17.835 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm trên 3.100 vụ, giảm 282 người chết, giảm 3.945 người bị thương. Có 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết, trong đó có 10 địa phương giảm trên 20% số người chết. Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang giảm trên 50% số người chết. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng trên 25%. Tình hình ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao. Tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn gia tăng, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô. Tai nạn giao thông đường thủy tăng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục. Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Minh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động công tác 2 năm của dự án 600 phó chủ tịch xã theo chương trình nghị quyết 30A của Chính phủ trên địa bàn huyện Minh Hòa. Triển khai dự án này, huyện Minh Hòa có 11 đồng chí được đưa về các địa phương làm phó chủ tịch xã. Theo đánh giá, sau hơn 2 năm được Hội đồng nhân dân các xã bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đội ngũ trí thức trẻ đã phát huy tốt năng lực của tuổi trẻ, tham gia tích cực vào công tác lãnh chỉ đạo, góp phần giúp địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Một số đồng chí đã mạnh dạn xây dựng các đề án trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông, lâm nghiệp, tiêu biểu như mô hình trồng cây na dai ở xã Yên Hóa, mô hình trồng cây cao su ở xã Hòa Tiến và xã Trung Hóa, mô hình nuôi suối ở xã Yên Hóa và xã Trung Hóa,
mô hình nuôi cá lồng bè ở xã Quy Hóa và nhiều mô hình trang trại tổng hợp khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó do tuổi đời còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nên một số cán bộ còn tỏ ra lúng túng trong công tác quản lý điều hành, lãnh đạo chỉ đạo chưa sát với thực tế công việc. Mặt khác, việc sắp xếp bố trí công việc tại một số xã chưa khoa học, có trường hợp phân công nhiệm vụ không đúng với chuyên ngành đào tạo, dẫn đến khó khăn trong giải quyết công việc, hiệu quả công việc chưa cao. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 10, thành phố Đồng Hới triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella đợt 1 năm 2014 cho trẻ em từ 1 đến 6 tuổi trên địa bàn. Đợt này, thành phố Đồng Hới có 11.440 trẻ từ 1 đến 6 tuổi được tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella tại 46 điểm tiêm, trong đó có 16 điểm cố định và 30 điểm lưu động. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền vận động, quy trình tiêm chủng được cả đơn vị ngành chức năng thực hiện chú đáo. Tuy nhiên, tại một số điểm, tỷ lệ trẻ tiêm chưa cao do tâm lý phụ huynh còn lo ngại. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các trường học và địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đến đông đảo phụ huynh, tổ chức tiêm vét cho những cháu chưa tiêm theo thời gian thông báo, nhắc nhở một số điểm tiêm cần sắp xếp bố trí thời gian và phòng tiêm, phòng chờ khoa học, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cháu và phụ huynh. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ đi tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực Đảng quan tâm khác. Bất cập quản lý dịch mổ gia súc ở Đồng Hới. Phát triển nghề mây tre đan ở xã Kim Hòa, huyện Tuyên Hòa. Mỗi ngày, thành phố Đồng Hới diệt mổ khoảng trên 150 con gia súc, chủ yếu là lợn. Ngoài hai điểm diệt mổ gia súc tập trung ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới còn có hơn chục điểm diệt mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư rất khó kiểm soát. Thực trạng này đã gây ra một số bất cập trong quản lý hoạt động diệt mổ trên địa bàn. Hai lò diệt mổ tập trung ở phường Bắc Nghĩa mỗi ngày diệt mổ hơn 100 con gia súc, chủ yếu là lợn. Do thiếu thống nhất trong giá cả thuê dịch vụ khi đưa gia súc vào lò diệt mổ nên đã xảy ra tình trạng diệt mổ tại nhà. Bên cạnh đó, Đồng Hới còn có gần chục điểm diệt mổ gia súc nhỏ lẻ trong khu dân cư rất khó kiểm soát. Trong khi đó, cán bộ thú y trạm thú y Đồng Hới lại không quản lý tốt con dấu kiểm dịch sản phẩm động vật. Cụ thể, vừa qua cán bộ thú y ở trạm thú y Đồng Hới đã để thất lạc con dấu kiểm dịch nhưng đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nếu con dấu kiểm dịch này được sử dụng để chứng nhận cho sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, trạm thú y Đồng Hới đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm lại con dấu kiểm dịch đã thất lạc. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch ngày càng có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để hoàn thành các tiêu chí còn lại, đặc biệt là tiêu chí về giao thông nông thôn, đang là một bài toán nan giải đối với xã miền núi này. Với trên 60% diện tích đồi núi, vùng đồng bằng nhỏ hẹp là bị chia cắt, khiến Hưng Trạch gặp nhiều khó khăn trong xây dựng đường giao thông. Đặc biệt là hai thôn Bồng Lai 1 và Bồng Lai 2, địa hình dốc, cách trở Đò Giang. Nên đến nay, Hưng Trạch chỉ mới bê tông cứng hóa được 5 km trên 51 km đường giao thông nông thôn, còn lại đều là đường đất. Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Trạch phải bê tông cứng hóa 46 km đường còn lại. Đối với một xã miền núi nghèo như Hưng Trạch, đây thực sự là một thử thách khó vượt qua để hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới.
Theo đề án xây dựng nông thôn mới của xã, tổng nhu cầu vốn hiện tại cần để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới là trên 386 tỷ đồng. Đây là một con số quá lớn, vượt xa khả năng tài chính hiện có của xã. Để giải quyết vấn đề thiếu vốn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, cấp ủy chính quyền Hương Trạch cần có nhiều quyết sách hợp lý nhằm thu hút vốn đầu tư, tài trợ. Có như vậy mới đẩy nhanh được tiến độ xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mở thêm nhiều loại hình dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa, giảm thiểu tổn thất trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phương Xuân, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Ninh ở thành phố Đồng Hới đã thành lập quỹ tín dụng cho xã viên vay vốn với mức lãi suất thấp để mua các loại máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, hỗ trợ xã viên thực hiện nhiều mô hình khảo nghiệm giống lúa mới năng suất cao, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại và đầu tư hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa canh mương nội đồng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất xã Ninh, huyện Quảng Ninh đã đầu tư trên 100 triệu đồng để làm hàng rào ni lông bảo vệ diện tích lúa hè thu không bị chuột gây hại. Nhờ thực hiện có hiệu quả các dịch vụ nông nghiệp và sử dụng các giống mới chất lượng cao nên trong vụ hè thu vừa qua, năng suất lúa trung bình của các hợp tác xã đạt khá cao, từ 55 đến 60 tạ trên 1 hecta. Ngày 2 tháng 10, Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới tổ chức bài giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho 35 hội viên phụ nữ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Trong thời gian 3 tháng, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sơ chế nguyên liệu từ động thực vật, hải sản biển, cách phối hợp nguyên liệu gia vị, phương pháp chế biến 40 món ăn đảm bảo chất lượng và các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật cắt tỉa, trang trí món ăn, cách pha chế đồ uống, nghiệp vụ bán hàng, vân vân. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Với chứng chỉ này, chị em có thể làm công việc tại các nhà hàng, cơ sở ăn uống, mở dịch vụ nấu ăn hoặc quán ăn tại gia đình nhằm tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống gia đình. Thời gian tới, thành phố Đồng Hới sẽ mở thêm các lớp đào tạo nghề cho người dân khu vực nông thôn, các địa phương bị thu hồi đất, các hộ nghèo, người tàn tật theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và đề án 295 về hỗ trợ phụ nữ học nghề tại việc làm giai đoạn 2010-2015. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nghề mây tre đan là một trong những hướng đi được xã Kim Hòa, huyện Tân Hòa khuyến khích nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đây cũng là giải pháp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương. Kim Hòa có rất nhiều tiềm năng để phát triển nghề mây tre đan, vì đây là vùng có nguồn nguyên liệu dồi dào như tre, mây gỗ và lực lượng lao động tại chỗ. Phát huy lợi thế của địa phương, đầu năm 2013, ông Lê Việt Sơn ở xã Kim Hòa, huyện Tuyên Hóa đã quyết định thành lập hợp tác xã mây tre đan Vân Sơn. Ông đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và máy móc hiện đại như máy chải nước, máy vót, máy sấy mây. Nhờ tập trung cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, từ khi được thành lập, hợp tác xã đã sản xuất được 8 loại sản phẩm khác nhau, doanh thu hàng năm đạt trên 600 triệu đồng và tạo việc làm ổn định cho trên 30 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Tôi là làm công nhân của hợp tác xã từ khi hợp tác xã bắt đầu thành lập và lương cơ bản của tôi bây giờ là từ 2 triệu rưỡi đến 2 triệu 7 một tháng. Với mức lương này là tôi thấy cuộc sống bây giờ khá ổn định. Tôi sẽ cố gắng để học hỏi để nâng cao tay nghề để có những sản phẩm mới để nhập cho các tỉnh bạn và để tăng thêm thu nhập trong gia đình. Hợp tác xã Mây Tre Đan Vân Sơn còn là nơi đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động nông thôn. Hợp tác xã đã phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm dạy nghề của huyện Tuyên Hóa mở trên 10 lớp dạy nghề mây tre đan xuất khẩu cho lao động nông thôn. Hiện nay thì hợp tác xã cũng đã đi vào sản xuất, đã được ổn định. Kế hoạch trong thời gian tới thì hợp tác xã sẽ mở rộng cái mô hình sản xuất và lấy thêm lao động. Và hợp tác xã cũng là dự kiến là tuyển lao động, cho nên sẽ có cái hướng đào tạo thợ và mở rộng cái mô hình phát triển về nghề mây tre đan ở trên địa bàn xã Kim Hòa cũng như trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, xã Kim Hòa sẽ nhân rộng mô hình, phấn đấu toàn xã có thêm 2 đến 3 hợp tác xã mây tre đan để khai thác quỹ thời gian nông nhàn, tạo công ăn việc làm cho nông dân. Từng bước đưa ngành nghề này thành nghề có thu nhập cao, mang lại giá trị kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 3 tháng 10,
Khu vực miền núi mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.